danh. Em đi. Tiện bản ra được rồi. Còn chị thấy hiện nay của cái này là vai trò rất là quan trọng. À, còn của chị thấy thì không gọi là vai trò, chị gọi là người dùng. Ha, được không? Thì ha, rồi em hay vô.
Là của mình nó là vai trò xong rồi cũng như là
đây, tôi dưới đây mình có một cái bảng là người dùng, à, đúng chưa? Hai chị hôm đó của mình là người dùng, xong rồi cô xuống đây cô mới là quản lý người dùng gì đó, à, là do cô làm cái phần tạp cộng giờ của mình là tới đây ngưng, xuống dòng mấy cái, còn thêm vô là người dùng này cũng muốn nào, một vai trò nào. Cái phần làm đơn giản thì tới đây nè, phải phải ha, rồi bạn xuống dưới đây bạn sẽ làm thêm một cái nữa là mã vai trò, tức là làm cái mã vai trò ha, mã vai trò nè, bạn thêm vô cái mã vai trò nữa đây, mã vai trò cái điều em rồi. Ok. Em thấy không phải này nha. Của mình không rồi. Ha. Ok. Mã vai trò ok. Refund. Với lại cái bảng vai trò. Vai trò trong vai trò nào rồi cũng nên là cái vai trò qua cái mã vai trò đó cũng như bạn mà tới đây là chấm dứt, không có còn gì là phía trên hết nha, đó cũng như bạn này cũng mấy bạn buôn bán mà tới đây là hết rồi, không có làm cái bút dưới nha, không làm quản lý quản trị dưới đây hết ha, mình buôn bán đơn giản thì tới đây nè, thêm vô cái này. Thì giờ mình so sánh cái bài này với bài cái chị Thúy mình vô được không? Của chị Thúy thì là nhóm người dùng, còn của mình là bảng vai trò. Rồi của chị Thúy là danh mục giáo viên thì của mình là người dùng. Chỉ xài hai bảng không thì hiểu không? Rồi sau đó bạn đi sợ đi tu giống y thật như là bạn sẽ tiếng tôn giáo viên thật cho ba chị Thúy như bên đây nè, tức là bạn vô là tên với lại cái quyền thuộc nhóm nào thôi, không gì đó cô phải tập à, chút xíu nữa mình làm cái chỗ đang lắp pin vô mình đang nhập vô rồi mình ghi cái password vô. Cô để cho cô là công tác, cô đặt.
kéo mình đi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có cái nó cái này là 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 cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái màn hình. Cái phần quyền đơn giản này nè thì cái phần đăng ký á, nó không có cho đăng ký đồng bộ như ngoài, mà là một người đó ở trong cái một người đó ở trong trong cái đăng ký sẵn cho mình. Tự chỉnh lại cho nó giống hơn thì cái quả đây là ta làm sẵn cho mình, có đang nhập vô thôi. Thank you.
này có hai cột, một dọc ở giữa, độ rộng ở phía bên chị chứng chắc mồ 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 đã người nhân chúng ta qua ở đà mấy dặm cái này là mình thường ăn nhặt nha cô đăng ký cô nhắc lại cái này nha bạn không nghe là bạn có hiểu đâu danh sách nhân viên là mình đã có hết đúng chưa đúng không danh sách nhân viên có hết rồi nhưng mà không phải nhân viên nào một được xài hết có cái dạng này thì là chỉ nhân viên nào mà được cung cấp tên đăng nhập với mật khẩu thì nhân viên đó mới được phép vô trong cơ sở dữ liệu của mình đúng không ha à. Được phép ha à. Nhưng mà giờ cô sẽ cập nhật tên đăng nhập với mật khẩu của họ vô đó người nào có tên đăng nhập có mật khẩu mới được vô trong cái phần mềm này còn không có là được vô hiện tại là mình lại có hết đúng chưa chưa rồi chú qua đây nè đầu tiên đó là họ tên nhân viên ha ok nên chỗ này là mã nhân viên chúng tôi lấy mã nhân viên mã cái đó có trách nhiệm có được xài thì ai có trách nhiệm thì cái người chủ doanh nghiệp người ta cho phép
những nhân viên nào không có trách nhiệm, chịu không được tài là không có được cung cấp tên nhận mật khẩu, chỗ này chúng ta làm cách hiểu không? À, khi đồng thời ai cũng vô cái cung cấp tài của mình, cái này cái dạng quản lý này của mình là dạng quản lý khác. Tên đăng nhập với mật khẩu. Phát mẹ nhắn qua là người đây đặt tên. Ở đây là cái người quản trị họ tùy theo cái nhu cầu của cái doanh nghiệp mà họ cho ai được xài à, cứ cho ai xài thì mà cho đăng ký cấp tên là cái mật khẩu chưa cái anh bao nó là cái gì không mẹ á cái anh bao là cái gì bóc đâu đi rồi đặt bóc nó. Ví dụ như tên đăng nhập mà quy định là tối đa là bao nhiêu thì tự quy định bao nhiêu dài quá tên đăng nhập mắc lên là đây nữa hả ví dụ cho tên đăng nhập tối đa là 10 mật khẩu thì mình cho là lên chữ sàng tên đăng nhập quy định bây giờ nhắn F7 đi con. Bây giờ con muốn lấy cái danh sách nhân viên ra. À, vậy thì ngay chỗ này con sẽ tạo xuất nhân viên. Đây, rồi. Xuất. Của mình là xuất giáo viên. Nên thì không. Xuất giáo viên. Danh sách giáo viên. Còn cái bài kia là nhân viên. Rồi xuất giáo viên thì mình gọi cái class danh mục là đại phí gọi cái class tạo cái class giáo viên là con ha giáo viên. Các bạn kia thì về danh mục nhân viên nếu như có thì tạo lắm tạo lắm nhân viên để vừa lắp cơ sở lắp
Cái điểm trái cây về được rồi. Dạ. Em hãy bạn Tùng đi đem trái cây về. Bạn muốn điện lên vừa mã vừa to luôn thì bạn làm về, tại vì có thể có những cái giới tiên trùng hơn. Bây giờ bạn muốn vừa điện lên mã vừa điện lên to thì bạn nối chuỗi với lại một cái mặt trong đấy, chỉnh này bạn làm về ha. Bảo vệ cái thầy nói ta đăng ký thì không để ra
vô không có được ra tiếng. Đây là ra tiếng video này không được xài gì thì bạn phải làm gì vậy? Tại cô muốn vừa điện thân vừa điện mạng luôn. Vẫn gặp ở trong cái bảng này cô có cái bên đường một nút hai cột, nhưng mà giờ cô là cô phải đi cô muốn là nãy vui nấu chuỗi nãy cô đi nấu chuỗi ý con muốn lên là vừa mã vừa to luôn để cho nó dễ nhận. Đó là vậy. Tức là hồi giờ các bạn đọc á, bạn hiện thôi. Thank you.
Thank you.
Sự kiện đi phát phát.
Cô được mãi cho quyền. Rồi, sau lệnh tiếp theo là cô là cô
mẹ người ta đăng ký lúc mà đăng ký thì mình sẽ là ta đăng nhập nè, stream ta đăng nhập, stream ta đăng nhập trên cái bảng của Queen đúng không? Có cái tên đăng nhập đây, stream ta đăng nhập. Bạn mình đi cái ly tên này cho thấy xác khác nó chạy đâu, stream ta đăng nhập. Quên nó còn cái máy của Quyên nữa. Quên cái kia bên thì máy của Quyên. Hay như thế này thì nó cũng có phân biệt với máy của Quyên. Máy của Quyên. Máy của Quyên. Máy của Quyên. Tên anh nhập thì bà nghĩ lại cái test bóc mọc cho test. À, test bóc mọc cho test. Nhưng mà tôi đang nhập có bỏ dấu tiếng Việt cho nên là mình sẽ có N giống như đơn, nhưng cuối cùng động giống như đơn. Chỉ bây giờ là lốt là lấy khúc chấm chấm test. Cái này là chấm lại mã tấm cộng, tấm cộng sao mình tiếp tục ta đang nhập chỉ là tiếp tục mình xuống dưới mình có là stream mật khẩu, mật khẩu của cô thì chuyển sang và đi năm nha, stream mật khẩu ban đầu cô cho nó thật rộng, cô chưa có nói bạn gì. Cái đó là cái biến chỉ là cái biến tiền. Nè, ở trong đây đó là cái bạn đến nè, trong đây là bạn người nào học cũng cần năm đó, chỉ có vị trí là mới học 2 tháng rồi xong, cho nên là chỉ biết xong rồi tôi xong, chỉ có đợi bạn thôi nha. Thấy mới học có một trận thấy mấy này nên lại chỉ biết xong rồi người đưa qua. Rồi bây giờ mật khẩu mình mãi mãi em mời đi nha. Mà muốn mãi mãi em mời đi nha thì bạn sẽ khai báo cái liên mục của bệnh viện nha. Cái tâm dạ. Đó, khai báo thư viện này. Máy khai báo thư viện này để cái sử dụng. Mời đi Nam nha. Thank you.
sai đấy cũng chính xác rồi. Đâu cả lúc nào chị giá trị cũng được mà. Là có tiền nha chứ. Cô tại đó để cô đi giờ bên ngoài mới ăn đó nha. Rồi. Bây giờ tiếp tục là cô sẽ mã hóa các bạn. Cô sử dụng MD5. Chị yên tâm mà. Cái mã hóa này bạn lưu ý mọi người tùy theo cái ý của mình muốn mã hóa mấy lần do mình, chứ không có ép là phải là theo kiểu cô đúng nha. Ở đây là cô kiểm nó ra bay xong là từ bay cô kiểm nó qua chuỗi, còn có nhiều người khác họ lại làm khác nữa, chứ không có ép là phải làm giống như cô nha. Tại vì có một số mấy anh chị học cái khóa trước xong rồi ra ngoài nhận cái phần mềm mã hóa MD5 xong rồi giờ cô mã hóa ngược lại là cô mã hóa được. Tại sao? Tại vì mỗi người có cái kiểu mã hóa khác nhau. Ở đây cô mã hóa tới đây xong rồi cô chuyển ngược lại to, còn có nhiều người họ tới đây họ lại chưa cảm thấy an tâm, họ mã hóa tiếp, họ mã hóa hai ba lần gì đó nữa là nó rất là dài mà nó cái đó là tùy thuộc không ai. Nhiều khi cô chỉ với bạn như vậy nhưng mà thật sự phần mềm của cô muốn bảo mật thì cô đâu mở mắt vậy, cô sẽ đổi lại cô mở mắt cái kiểu khác. Nhưng mà nói chung bạn hồi đi đang mình cho phép mình mở mắt, còn mã hóa bao nhiêu lần mà mã hóa theo cái kiểu gì đó là do mình chọn ha, chứ không có cố định như vậy nha. Bạn học như vậy bạn không có điện mới học qua khi gì có bạn học lớp không mở gọi điện alo nhờ cô sếp em có cái mã hóa mở đi nha, giờ quên mật khẩu giờ cô mở mắt được lại không làm được ha. Tại vì mỗi người có một cái kiểu mã khác nhau thì chỉ có người khóa thì mới mở được thôi, chứ còn cô khóa thì cô sẽ có cách mở được đúng không? Chính xác vậy đó. Nhưng mà cái người khác khóa cô đâu có biết mở khóa bao nhiêu lần và mở khóa kiểu nào, cô đâu có biết cô đâu mở được. Vậy khi cô lấy cái này cô đem chia cho máy hoặc cô đem tổng thêm cho máy thì cô đem cô mã hóa lại khác nữa, hiểu không? Nhưng mà cách của cô ai khóa để mở được cái này thì tại cô chỉ với bạn thì cô chỉ theo nguyên tắc chung vậy thôi, cô chỉ phần mềm thì cô cũng trả mã theo kiểu này, tại vì cô mã theo kiểu này không có nữa đâu biết được. Mấy bạn đi ra ngoài rồi các bạn làm với một công ty rồi đó, nó đối nghịch với cô là gì đó cô đâu biết được ha. Thật ra là chuyện cô mã hóa vậy nhưng mà nguyên mốt nữa thì bạn gặp có của cô thì chưa chắc bạn mã một lần được của cô là khác học. Cô nói vậy nên cho mình có một cái nhìn cho nó rộng chút xíu, chứ bạn lên trên bạn thi mà bảo vệ thầy nội thì sao mà ảnh vậy mà khác được không, bạn nói được không? Có rất là nhiều cách mạng ha. Bạn mã sao mà người ta không nhìn thấy được ha. Cô nhìn kỹ cơ bản thôi chứ không phải cô giấu gì mình, nhưng mà thật sự mình học hết thì chả có giờ cô chỉ cái nào mà để cho sau này bạn có thể tự đi được. Mà cái biết cái bác vậy á, cái robot của bạn đi ra bạn đi làm việc, bạn ở đó cô có chỉ cái đó mà cô chỉ làm sao cho mình có thể tự đứng dựng được, mình đọc mình hiểu được cái chuyện mình đang nhét ha. Chứ còn học mình biểu mà cô chỉ hết ta đợi cô chỉ cô hết bạn quên mau chỉ để ra cái chuyện gì chỉ cái sườn cơ bản để mình tự đọc lại. Mình biết cái cách học thì rất là dễ.
có gì bạn không biết gì tên cậu ra đi làm cái xếp da cho nó đó, cô cũng có chuyện gì giờ tôi chỉnh cô biết chắc cậu tự làm là giống như bạn bảo với bạn này không bây giờ là thầy biểu mà làm gì kia mà nào có cái này cũng phải tự đi theo rồi mình có thể điệp được và do mình có cái nợ của cô cho mình cái học tự nhiên mình có gì mình làm gì được không. Nhưng mà bài mình làm là phải có sáng tạo nha, chứ còn mình làm mà mình không có sáng tạo là điểm thấp. Đây là chị biết được xuống dưới. Tất cả không biết sao. Rồi, ai mà chắc biết mấy người có bầu không? À. Giờ mệt quá làm được có đâu mấy cái đó. Alo, chị đây chị biết là thầy học vẽ nó là thầy thì do em mệt quá thầy không biết sao mẹ hôn với chị biết mặc đồ là sao chị sẽ em thầy thử có bộ như em đi rồi biết thầy để thầy bó tay vậy là thế nào chị cũng qua lần này đâu. Không, thầy đứng qua mình để coi như chưa nghe anh dạng đó. Em không biết em dịch người của cô á, cái mã mình em mời năm không dịch ra, cuối cùng em mã từ em mã ra rồi. Đây nè, ví dụ đi cô cộng thêm với cái này nữa là cô bắt đầu mã hóa là mình là đi luôn. Một cái chữ vậy không cô là cô mã hóa là đã mệt rồi, mà cô thêm vô cái này nữa là mình mệt. Mà biết cô thêm cái gì đây, hoặc là biết cô nhân chia hai hoặc là cái gì đó, làm sao biết được? Nhưng mà cái mã của cô mà biết cách dịch như tụi em này dịch từ từ dịch ra được không? Dịch tại vì bạn đã đọc code của cô, bạn dịch ngược lại được, bạn không biết, bạn không có đọc cái code này, cô đổi code khác lại. Là thua. Cái code này cô đổi các cái khác lại là mình không biết được. Cô đổi ngược, bạn cô đảo ngược lại cái lộn cái test này, tức là thay vì cô lấy cái test này thì giờ cô đảo lộn chủ bạn cũng dịch cũng đâu được. Dạ à, đúng. Ví dụ như cô biết 1, 2, 3, 4, giờ cô đặt một test là 4, 3, 2, 1, cô bắt đầu mã hóa là không biết được. Phùa, thế nên phùa chắc. Cô biết cô bắt đầu cô đảo lộn từ vì cái nào khác tùm lum biết rất là nhiều bộ học. Còn trong khi đó giờ cô đang nói mà là cô bị có cái lời cảnh. Cái nguyên tắc làm là như vậy. Cái hồi trước em không hiểu em cũng giống như cô nói lúc đầu. Rồi sau từ đó khi cô mới là bắt đầu cô dịch ra chuỗi nè. Tại sao cô phải dịch ra chuỗi? Tại vì ở trong cái cơ sở dữ liệu nó không có luôn mẹ mà nó luôn thành chuỗi thì cô mới dịch ra chuỗi cả luôn. Rồi bắt đầu là co in. Mà mấy bạn không có hả? Cô nói thì nghe chỗ này không có thì lên thầy hỏi chỗ này. Hãy nói, có thể nói với tại vì cái chỗ này mà em gặp thầy Khang. Tại vì thầy Khang là theo mạng.
chuyện bảo mật là quan trọng, cho nên là thầy sẽ lợi dụng các bạn. Nhưng mà cái tốt này á là thầy đã là thuộc, tại vì cô đã biết từ lâu. Các bạn có mượn đã nhắc là cô đã xong làm gì thì khoan không biết. Hỏi bạn trả lời là từ lúc đó là không có biết một được thầy mà biết. Cô đang giết tôi gì vậy? Cái nồi nghe không? Cô cảm thấy mà có biểu hiện hậu đại. Mấy thầy khác thì không có quan tâm lắm. Thì đã làm mật khẩu cầm mà chỉ là suy nghĩ là khi họ bị dưới bên tức là gì ở tại một cái ô ở trong cái mảnh cái ô không thể có một ô ở trong đó tôi sẽ có một cái bao trong bao thì tôi có bao nhiêu cái tử nhiều cũng đọc chỉ luyện từ trong cái ô khác đang đọc sau khi ra khỏi được là kho đầu thì cô sẽ dán mật khẩu và cũng để như đơn tại vì mật khẩu của mình á đem vô trong kia để nó sẽ có cái mật khẩu đấy cô lấy được sau khi nhập cái mật khẩu rồi thì cô sử dụng cái lệnh này cô dùng lệnh là lệnh đặt cô có rồi giờ cô chỉ đặt thôi ha stream lệnh sửa điền đó. Bây giờ cô hợp đáp cái bản giao quyền của mình là điền nhé. Cô hợp đáp cái bản giao quyền. Hợp đáp giao quyền set tên lên nhập thành tên lên nhập. Trước kia nó không có điền điền nhé. Tên lên nhập thành tên lên nhập. Phải Quê mã giao quyền mà mã giao quyền của mình đây mã giao quyền rồi sau đó bạn mở mấy cái này ra vui hả cô với chị em nào chị vui hả cô với chị em nào sau khi mình xài được mật đát đó rồi Yeah.
Xong rồi thì bây giờ con muốn gọi tiếp bác giáo viên. Bạn giáo viên ha. Bản sửa giáo viên. Bác giáo viên. Rồi bây giờ là bản sửa giáo viên. Chấm cập nhật. Điền vào bản sửa. Bản sửa này nó sẽ trả mình một cái câu thông báo. À, vậy thì cái chữ này mình sẽ lại screen thông báo luôn. Đây muốn
thử nha. Tức là hiện tại là giáo viên của cô kêu có giáo viên nào có mật khẩu anh ở đây nè. Cô select sao là giáo viên có ai có mật khẩu thì anh nha. Hiện tại là chưa có ai có mật khẩu gì hết, chỉ có là tên anh nhạc thì không ai có mật khẩu gì nha. Bây giờ sau khi mình làm xong là sau khi mình làm xong mình dạy là câu lệnh này là mật khẩu này mới có ha. Giáo viên nào cũng chọn thì mới được có mật khẩu nha. Ví dụ như tên anh nhạc của cô là Lê Thanh Tuấn, tên anh nhạc của cô mật khẩu cũng là Tuấn. Nhìn mình đâu thì sau khi cô xuống đây cô xem bạn thì cái ông Lê Thanh Tuấn này ông sẽ có mật khẩu như sẽ có tên anh nhạc. Còn người nào cô cũng cho xài là luôn được chưa? Rồi thấy tên viết vô nghĩa gia đình cái này như là cô chuyện gì chữ từ viện để chúng làm sao chữ từ viện trên cái này là giáo viên quên này này là giáo viên đó là bố là gì chữ chỉ mất cái tên đăng nhập mà chữ của đại giáo viên này chữ này đó chỉ mất ở đây là những gì của cái này
xịt rồi các bạn tắm xịt sai rồi tắm đúng không? Đó kìa. Mấy bạn mà bán hàng nhìn đây, bạn mà bán hàng á ha, là cô có chỉ dẫn cho cái lớp 09 cái phần thông tin khuyến mãi, cái phần này thì thực ra các bạn có thể tự nghĩ ra được, nhưng mà cô đã làm rồi, cô cho mình đi nhà mình coi ha. Nhìn nè, bài ngắn nha, nó dài, cái này cũng rất là cô chỉ dẫn cho bạn tự nhiên có rồi đi mà biết đó rồi. Để chú ý cô giảng lại. Coi cái cách dạy xong rồi mình coi thử coi thầy giáo viên có yêu cầu mà lại cô biết ha. Cái phần mà khuyến mãi chăm sóc khách hàng. Nhìn nha, cái phần khuyến mãi ngoài nhân viên kêu làm phần chăm sóc sức khỏe thì mới làm chăm sóc chị kêu chị làm cái gì không chứ mà tại vì nói chung là mình không chỉ để phải đậu phần nào thì viết phần đó thôi thôi chứ mình mà làm quét là cái đẹp ha mình đưa lên hàng nhiều chiếc trang đó mình viết xấu mình để ra ha nên là con học viện là tùy tâm viết chứ con viết mình chỉ vậy thôi chứ không gì bỏ lại lo cái là trang trí cho đẹp chứ là nhiều chức năng, nhiều chức năng cũng vậy nè, không biết mình tìm gì. Chủ yếu là giáo viên đầu thì mình có đáp ứng được đủ rồi. Còn bạn viết web mà mở lên xấu quá là mình bị điều chỉnh đầu tiên chắc chắn. Để ngồi mỗi học nữa đấy. Nên mà tổng thu có thời gian còn lại. Chứ đi cầu làm gì thì làm, còn không đi cầu thì mình lo thiết kế cũng làm quá nhiều, còn cái gì cũng ra cái gì nó cũng được.
bạn Cúc để ý bạn những cái gì nha. Ở đây mình sẽ có một cái dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trên cái dịch vụ xanh chăm sóc khách hàng này có tất cả là 3 cái con. Một cái con thứ nhất là cái lấy ý kiến khách hàng, năm thì nhìn cứ lấy ý kiến, tức là mình muốn làm biết về sản phẩm của mình, là sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào hài lòng khách hàng, sản phẩm nào chưa được khách hàng chưa có tín nhiệm thì mình đã lấy ý kiến ha. Tôi chạy thử thì mình thấy thì khi mà mình chạy thử đó, thì nó sẽ lên danh một sản phẩm, sẽ lên danh một sản phẩm. Ở dòng này là các danh một sản phẩm, nó dòng bên đây là các danh một sản phẩm. Thì cái bài sách của mình mình biết rồi, bài này là các cái quyển sách này. Ví dụ như cô lấy ý kiến người tiêu dùng, cô nói đây là danh một các sản phẩm của cô bắt đầu tôi chọn. Ví dụ như bây giờ tôi chọn cái sản phẩm này ví dụ cô chọn cái sản phẩm này thì cô sẽ phía bên đây là danh mục sản phẩm, còn phía bên đây là cái tiêu chuẩn mình chọn. Thì tiêu chuẩn mình chọn là do mình đặt ra, nếu như mà cái tiêu chuẩn đó mình đặt ra mà chưa có thì khách có thể thêm ra được. Ví dụ như bây giờ là cái khách này cô nói là nội dung hay, và đồng thời là cô còn nói là cái khách này nó còn thêm cái nội dung khác nữa là màu sắc hẹn mà thì cô có thể thêm ra. Sau đó cô bấm luôn. Thì khi cô bấm luôn xong rồi cái nào cái phần bình chọn này nó sẽ được lưu vào trong cơ sở dữ liệu, đồng thời là cái tiêu chuẩn một cái tiêu chuẩn mới cô sẽ được áp dụng trong đây. Và ở trong cái cơ sở dữ liệu của cô, anh trong cơ sở dữ liệu của cô thì để làm phần này nó có 3 để làm phần này thì nó sẽ có 3 table. Ha, table thứ nhất là table tiêu chuẩn mình chọn. Hồi nãy đầu tiên cô có 3 tiêu chuẩn mình chọn như vậy nè. Table đầu tiên của cô là 3 tiêu chuẩn nè. Ha, tiêu chuẩn mình chọn ban đầu cô nhận lên có 3 tiêu chuẩn, nhưng mà hồi nãy cô đẩy cho khách hàng thêm một tiêu chuẩn mới á, thì bây giờ là cô thêm cô chạy nè. Thì cô sẽ tiêu chuẩn mình chọn. Chỉ tiêu chuẩn là tương thường thì hiện tại là 4. Lý do là nãy khi tôi chạy đi chương trình nó lên thêm một cái màu sắc này, tức là tiêu chuẩn này cô được phép cho người ta thêm dùng ha. Cô cho người ta thêm dùng ha. Rồi nhưng mà sau khi người ta bình chọn xong thì đây mình phải có cái bảng kết quả bình chọn. Nhìn cái bảng kết quả bình chọn, bảng kết quả bình chọn của cô hồi nãy là mã sản phẩm số 2 nè, có bình chọn số 1 và bình chọn số 4. Bình chọn số 4 là cái bình chọn không có nhân vô để cô coi, tôi coi là cái sản phẩm nào và cái tiêu chuẩn nào được bình chọn gì, hiểu không? Thì cuối cùng mình sẽ thống kê được, mình sẽ thống kê được dùng cái hàng đến ha, với điều kiện là que mã sản phẩm bằng với lại que mã mình chọn mình lấy mắt, tức là tiêu chuẩn nào sản phẩm nào được người ta yêu thích nhất ha. Ví dụ giờ cô chọn biết nè, bạn chạy biết bây giờ cô chọn biết ông này, ông này thì cô chọn này, chọn này, chọn này, chọn này luôn, cô luôn. Còn không có gì sản phẩm mới gì hết, đi cô luôn nha. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 4 mình chọn, ăn thì cô luôn. Thì nó sẽ đi vô đi. Thì cô luôn là nó sẽ insert into play. Sản phẩm thứ 8 này có 4 mình chọn. Trong trường hợp, nếu tiếp theo một vị khách khác nữa, người ta lại bình chọn nữa,
cũng là sản phẩm này, nhưng mà bây giờ thêm một cái khác nữa là bây giờ người ta lại đang bỏ cái này đi, à người ta thêm một cái tiêu chuẩn mới nữa. Tiêu chuẩn mới nữa, ví dụ như tiêu chuẩn là sách này dùng cho thích hợp cho sinh viên đại học năm cuối chẳng hạn, dùng cho sinh viên năm cuối. À, vậy bây giờ là cuốn này có 3 tiêu chuẩn, 1, 2, 3. À, vậy em dưới đây là cái sách này nè. Bây giờ cũng sách thứ 8 này, nhưng mà cô chạy xem nè, thì nó sẽ là có khi à, ví dụ cô mua này, cô đồng ý con này chưa có sổ. Đầu tiên là đơn đặt hàng, sau đó tôi lại mua tiếp. Cô mua tiếp và cũng tiếp đồ này nữa ha, cũng người này mua nữa. Rồi mua nữa. Và tôi được 2 phiếu đặt hàng. Bây giờ cô mua nữa. Mua nữa ha. Tức là ông này được 3 phiếu đặt hàng. Bây giờ cô mua tiếp, nhưng mà giờ họ là tên một người khác, không có tên người này nữa nha. Tức là tên người này là giờ tôi sửa là người số 112. Khi cô in nghe tiếng tiếng rồi số 112 này không có hiện tên đâu nha. Tại vì là cô sẽ đếm số lần mua hàng với ai mua nhiều thì cô sẽ khuyến mãi. Cái đó là một hình thức. Còn ví dụ bạn không thích đếm số lần, bạn thích đếm trên số tiền, mình thích cái là tiền mặt ha. Thì bài này thì các bạn gợi ý không? Có bây giờ cô xuất nhận. Ví dụ như giờ khuyến mãi của cô trị giá 100.000. Thì vậy thì cái ông trong 111 mua hàng của cô số lượng mua bao lần, tức là do cô quy định là người nào mua bao lần trở lên thì sẽ được khuyến mãi 100.000. Còn ông mà cái ông mà mua có lần thì ông không có được cái này. À, cái này là do cô quy định số lượng mua, còn bạn không thích quy định số lượng mua, bạn thích quy định theo tổng số tiền sử dụng mua được, mua tổng số tiền là bao nhiêu thì khuyến mãi. À, thì đó là do mình có là mình hai cái chăm sóc khách hàng, một cái màn hình nữa mà cái màn hình đó là tự các bạn làm luôn đó, cô chỉ gửi cho mình làm không, tại vì những cái code này là cô mới chỉ mình thôi. Một cái màn hình nữa thì là cô cho mình thêm cái dạng và bản tin khuyến mãi nè, rồi có mã đặt tên, tên bản tin, nội dung này đăng tin, mình sẽ lưu xong là mình lên mình lót cái lên được database thì lót cái lên. À, nếu mà ngày nào được khuyến mãi thì mình đi lên thông báo lên thôi. Báo lên giống như là mình đưa sản phẩm lên trên database gì đó, hiểu không? Đó là mình trong cái phần chăm sóc khách hàng mình có ba màn hình. À, không biết mà mình quan tâm thì cũng vậy, như vậy là cô không có làm cái màn hình khuyến mãi nha, cô chỉ làm cái phần khó thôi, tức là phần khó của mình là phần khuyến mãi ý kiến người tiêu dùng xuất nghe cái khuyến mãi. Còn ví dụ mà thì hãy lên cái bản tin là ngày nào mình khuyến mãi cái gì thì gì đó là mình hiểu không? Ví dụ mà bạn nào có quan tâm thì nhiều cô nói cái hiểu, còn có quan tâm mình xin dùng để đó như vậy. Tại vì nó có rớt vô cái mà mình đang muốn coi cho nên là mặt mình nghe mình em cút này đang có quan tâm sao nó cũng nghe hiểu liền không? Tại vì họ đang có suy nghĩ đó. Tất nhiên mình làm được thì mình có suy nghĩ đó, không nói thì hiểu mấy cái này đâu có suy nghĩ không nói. Nặng lắm. Nặng lắm. Cái này phải download trên mạng về. Đây để copy cho. Chứ chị đừng có nặng lắm.
Hồi trước em cũng dùng nó chậm chậm cực kỳ. Cái này nó có lắc luôn. Cô nhắc con chuột ra đi. Cô nhắc con chuột em xem cái code của cô đi. Thực ra chị không cần dùng cái này, dùng cái test box được. Nếu mà chị thấy nó khó đó thì biết ngay cái sai, chị phải bỏ cái test box. Bây giờ là toán thứ ba với là toán thứ bảy là cô sẽ giải đáp thắc mắc, cho nên là bạn nào cũng thắc mắc thì bạn cứ đi. Tối nay là toán thứ bảy, tối nay bắt đầu cô sẽ giải đáp không? Tối nay là nhưng mà điều cô nói trước là chỉ có nào liên quan tới tốt của cô thôi nha. Còn bạn đem ra ba biết gì đó bằng cô và cô sẽ thích dạ. Tại vì cái đó không ngon trên mạng mà tự tìm hiểu ha. Cái nào liên quan tới tốt thì cô hoặc là bạn làm thì nó không ra thì cô có thể là cô sẽ nghĩ tốt của mình. Còn bạn đem cái gì quay đi gì đó trên mạng đem lại cho cô là cô có tốt biết không? Cái đó mình mong chỉ để cô câu không có được đâu. Tự nghiên cứu đi. Là đang có sâu rồi ta. Bây giờ cái form đăng ký này tôi đang đăng ký là tối nay bắt đầu học đi. Tối nay học nha. Là tối nay cô nói biết này. Cái này thực ra cái đứa học xong rồi tại vì mình không có linh động đúng không? Có này cô nói gì đâu mới quen mới chuyện hết mà chịu lên đầu đâu tối nay cô nói tiếp phần lớp tiếng này giờ mới đăng ký là tối nay lớp tiếng rồi còn tờ cầm cái thông báo rồi xong rồi từ giờ cho đi bạn đi dùng con tối thứ ba. Lắp in vô này từ lắp cô còn thiếu một cái giống nữa hay sao? Có lắp in vô xong rồi nghĩ luôn chứ chỗ làm gì
này là làm được hay không cái này. Đây mà nhưng mà ở đây cô chỉ lưu cái mức độ là em correct đúng rồi, chỉ lưu cái mức độ là em giới người dùng nè. Chị cô không có năng lực không có được sống lên nữa là không báo chị chiếm còn họ không báo thôi, không báo chị là bằng buổi tối học 5 giờ tới 8 giờ rưỡi ha. Hôm nay thì mình sẽ không phải học chung với lớp mình mà những cái anh chị lớp buổi tối liên thông cũng sẽ chung với mình. Nói chung là ai thắc mắc cái gì cùng về lĩnh vực tốt này thì cô sẽ giải đáp hết. Đây không phải. Chưa thành công phải không? Thiếu cái đúng không? Chắc thiếu cái nào? Tại vì mở không phải đóng. Để chị sẽ phải đóng cho. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè tối 5 giờ á, nếu mình học sớm thì khoảng 5 giờ tới khoảng gần 8 giờ về không? Tại vì mấy anh chị học lớp liên thông học đợi ăn ngủ từ sáng giờ mới học, còn mình làm chưa có, mình cảm gì con chỉ mình về không? Khi mà không học trung gian á, mà lên đi học à, mà đi vô sớm thì học sớm, mình hỏi xong mắt của mình về. Cô cái này nó đi xa chị mà lên không tăng. Không có được khai báo trên đường rồi. Tại vì đây là quy tắc mở mắt đóng mắt. Nếu không mở đây thì đóng mắt. Đây này không mở mà đóng. Chấm phải ở đây có luôn nhưng mà có luôn không có đánh vỡ hoàn cũng có luôn không có đủ không biết nghe đúng rồi đúng luôn rồi. Cái đây không thấy cô. Nhưng mà nó có cập nhật không? Incorrect là đã báo cập nhật là trường thành công rồi nhé. Nhưng mà nó báo cái tiếng Anh cập nhật cái gì của
mình vô mình không báo lỗi này mình bị sai nó đâu có vô con lệnh này cũng sai đã cho mình xét cho nên nhận mật khẩu anh yêu quyền cầu là ba giờ mình thanh toán xuất khẩu
đó thì đâu cần, nó đâu cần biết một con đặt mình đưa tiền nó bị dở được, đâu cần thấy cái này mình cho thấy thấy gì có tất cả tối nay đi học nha, tối nay là đi học thì dạng chỉ có một mình em thấy không đi học chị là sống hồi đấy à. Coi 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 vô mọi người gì cái này cô là em đang làm cái report thì em đã tạo ra một cái báo cáo là cái báo cáo chi tiết đây rồi đó thì nó hiển thị lên cái chat của cô này. Rồi, cái bên này thì em viết tức là em lọc theo cái tên và theo địa chỉ ấy, không cái tên người này ở đâu và địa chỉ đâu rồi em chỉ lọc điều kiện có hai điều kiện duy nhất thì đây là phần lọc điều kiện thì em lọc theo hai cái này cái test box thì em lọc được theo những cái giá trị này còn cái drop button list thì em chọn cái này để xuất dữ liệu thì nó là cái list dữ này xuất rồi đó. Mà em làm thì nó bị cái lỗi này mà hiện tại là người này đang có trong báo cáo người này cô này ví dụ như bây giờ em lọc theo mình tên thôi em không có lọc quy quán không lọc địa chỉ được vẫn được đúng không mà em lọc cả hai cái đều được luôn đấy như vậy em lọc mình tên thôi em mới lọc thì nó ra cái lỗi này như vậy cái lỗi em lập tức em lại làm tiếp cái quận này nữa cái người này thì ở quận này á thì nó ra cái lỗi này của em cái lỗi đó mặc dù nó tìm ra nó báo lên không thì em bị mà ném xuất toàn bộ thì nó xuất bình thường chịu cái điều kiện cái địa chỉ này mình có một cái bảng danh sách địa chỉ nó lấy trong cái album là luôn cô ba bấm vào cái mục này thì cô xem được thấy địa chỉ đó không địa chỉ của anh ta là chuỗi mà sao của mình cô thấy lấy không có để dây đơn gì trơn trọi sao ra được này nè nó chả có dây đơn gì hết trơn làm sao nó ra được mình phải cộng địa chỉ ngay từ đầu cuối rồi cái này nè nó mới này nè cái test box này cái địa chỉ của chúng ta là có cái đơn mà đúng không có mà rớt tao lít mình là trả về cái gì nè mình trả về cái địa chỉ nhưng mà cái này là chuỗi mà sao mình không có nhớ đơn gì trơn sao nó hiểu được họ tên mà cái không tự nhiên họ tên mình đưa ra rồi sao phải có dấu nhớ đơn gì chứ mình thiếu mấy cái dấu nhớ đơn dấu nháy chuỗi còn cái rớt là tên lít thì đúng không mà sao rớt là tên lít không lặp ra cái gì rớt là tên lít lặp không ra còn lặp gì ví dụ bây giờ em không lặp theo cái tên đó mà lặp theo rớt là tên lít của mình trả về cái tên luôn mà của mình trả về cái tên luôn mà mình trả về cái địa chỉ luôn mà là cái này em cũng phải giờ mới thấy đơn được không
cái này cũng phải nghe đơn hết chứ mình trả về địa chỉ mà đâu ra được. Mà cho nó đơn xong này. Nghe đơn có em nào gì không? Dạ, dạ. Không. Sao? Chứ? Cho để đi xem thứ nhé. Cô sửa này rồi. Em thêm là nó vẫn bị cái nó xuất cái lỗi nè. Bị gì là cô không có biết đâu con ơi. Ủa nhưng mà lọc chứ mình coi cái code của cái bài ngồi đó cô chỉ mình sao giờ mình làm y vậy chứ đâu vậy. Cái bài mẫu của cô ở đó đâu? Ai cô ạ? Em làm rồi, nó cũng không em bài mẫu thì có bài mẫu đây. Này em lấy y chang luôn cô. Mà cái bài mẫu cô em thấy cái này cô giá trị cô nó đâu có đúng không? Nhưng mà nó là giá trị số thì là số. Đúng rồi, là đúng rồi. Cái này ngày là cô xài dấu thăng gì nè. Cái bên kia em không có ngày. Coi chuyện chuỗi là gì đó ai biết đâu. Chủ bỏ chữ N đi.
cô có nhớ chi tiết mấy cái này đâu. Nhưng mà chữ không giấu đó cô. Có giấu gì đó cô không biết, nhưng mà ở trong cái sách nó không có hiểu. Con ơn. Này chị này. Mình làm này cũng được, mình đổi thôi cái kia thôi, chứ tôi đâu có biết đâu. Vì em làm thuộc quận rồi, em không có đọc cho họ tên trong quận 6 thì nghe được. Ông này em xuất em là nguyên đấy cô, xuất tất cả thì xuất mà xuất theo cái điều kiện thì không được rồi. Vậy là bỏ người có lần cô. Cô biết mấy ngày không? Dạ dạ. Nhiều đó có biết được. Chỉ có cái đa mình thấy bạn ở ngoài, chứ trong cái lạnh không ngày khác. Có biết ở ngoài thì là đa và đứng là đa 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 là